Theo hãng tin AFP, năm 1979, ban bồi thẩm tất cả thành viên là người da trắng đã buộc ông Strickland tội giết 3 người tại thành phố Kansas, bang Missouri và tuyên ông án tù chung thân. Ông Strickland luôn quả quyết ông vô tội. Đầu năm 2021, văn phòng công tố quận Jackson, bang Missouri mới đồng ý rằng ông Strickland đã bị kết tội oan. Sau khi xem xét lại vụ án, ngày 23 tháng 11, thẩm phán Jim Wilson lệnh trả tự do ngay lập tức cho ông Strickland. Việc được trả tự do sau 43 năm ngồi sau song sắt đã khiến ông Strickland trở thành một trong những tù nhân thụ án lâu nhất ở Mỹ bị kết án oan. Theo AFP, liên quan đến việc 3 người bị trói và bắn chết vào ngày 25 tháng 4 năm 1978 tại Kansas, ông Strickland bị kết tội chỉ sau 2 phiên xét xử. Nạn nhân còn sống duy nhất trong vụ án trên, bà Cynthia Douglas đã khai ông Strickland là một trong 4 người đàn ông thực hiện vụ nổ súng. Tuy nhiên, sau đó bà Douglas đã rút lại lời khai. Hai trong số những nghi phạm bị buộc tội trong vụ án nói ông Strickland không liên quan đến vụ việc và xác nhận 2 người đàn ông khác đã tham gia vụ án. Ngoài ra, cũng không có bằng chứng cho thấy ông Strickland đã phạm tội. Ông Strickland cũng đã cung cấp chứng cứ ngoại phạm tại thời điểm xảy ra án mạng. Ông Strickland bị buộc tội chỉ bằng lời khai của nhân chứng Douglas, người đã rút lại lời khai của mình sau đó. Ông Wells nhận định không thể buộc tội ông Strickland trong trường hợp này, do đó, tòa đã yêu cầu trả tự do cho ông Strickland ngay lập tức. Công tố viên Jean Peter Baker của quận Jackson đã hoan nghênh quyết định của tòa án. Cuối cùng, điều này mang lại công lý cho một người đàn ông đã phải chịu đựng rất nhiều đau khổ do kết án oan.